dùng tế bào gốc chữa không khỏi, bấm thập chỉ liên tâm, đầu gối đi lại nhẹ nhàng. Tôi là Nguyễn Phương Thảo, 54 tuổi, tôi làm nghề giáo viên, nhà ở quận Thanh Xuân. Tôi bị thoái hóa khớp gối là do mấy lần ngã xe máy đập cái đầu gối xuống cái đường, bị viêm đầu gối. Sau đó thì cộng thêm với cả cái bệnh viêm khớp nữa để nó làm cho thoái hóa nhanh, nên là có những thời gian ấy thì đau đến mức là cũng không thể đi được, lên cầu thang là phải đi từng bước chân. Đó là tôi đã được làm một cái chương trình thực nghiệm chữa thoái hóa khớp gối bằng cái phương pháp là tế bào gốc. Khi tôi tham gia mỗi một lần tiêm cái tế bào gốc vào khớp gối thì được độ chừng độ vài ba ngày sau thì cái khớp gối nó sưng phù lên đến mức mà không thể đi lại được. Tôi lại phải đến bệnh viện và người ta lại hút cái dịch cái ra. Sau 3 lần tiêm vào thì đều phải 3 lần đều phải hút dịch ra và chụp lại cái khớp gối thì nó cũng không có cái sự tái tạo lại cái sụn khớp. Thế sau đó thì tôi cũng có đi làm thêm một số cái phương pháp khác nữa như là bấm huyệt rồi châm cứu, nhưng mà cái tiến triển của bệnh nó cũng rất là chậm chạp. Và qua cái tìm hiểu thì tôi được biết là cái phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc bằng cái phương pháp là thập chỉ đạo này, bấm huyệt thập chỉ đạo này, tôi thấy rất là hay. Và tôi có tham gia cái lớp học, ngay cái buổi học đầu tiên ấy, khi mà các học viên bấm cho tôi thì tôi đã thấy rất là nhẹ nhàng, đi lên đi xuống cầu thang rất thoải mái, và ngồi xổm xuống thì là cũng không có mức độ phải nặng nhọc như là hồi trước nữa. Hôm nay thì là các bác cũng làm một cái buổi bấm thứ hai, lần thứ hai cho tôi thì tôi thấy rằng là nó nhẹ nhàng hẳn đi, nó như là cất đi một cái gánh nặng, không cảm thấy đau nữa. Mỗi khi lúc nào chân tôi hai đầu gối cũng triền miên và đau cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng đau. Đau là có những lúc phải dùng thuốc giảm đau và hầu như tối nào cũng phải xoa bóp rồi phải bấm đầu gối. Nhưng mà sau một cái thời gian, sau hai lần, đúng có hai lần thì các học viên chưa tác động cho tôi thấy là nhẹ nhõm hẳn đi và ngồi xổm xuống là đã ngồi được và không cần phải dùng đến tay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.